Mới đây, trang chủ của Ford Việt Nam tiếp tục cập nhật thêm thông tin về Ford Territory 2023. Mẫu SUV cỡ C được dự kiến ra mắt nước ta vào tháng 10 tới đây. Cụ thể, xe sẽ có nhiều trang bị an toàn hấp dẫn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng kết hợp chức năng dừng và đi, cảnh báo lệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp thông minh, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang, cân bằng điện tử, camera 360 độ và đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động kết hợp cùng cảm biến hỗ trợ đỗ xe giúp xe tự động lùi vào điểm đỗ chỉ bằng một nút bấm. Tính năng này giống với đàn anh Ford Everest và đang là độc quyền trong phân khúc. Về các trang bị khác, theo như thông tin trước đó For Territory 2023 sẽ có hệ thống đèn full LED bên ngoài, nội thất bên trong có sự xuất hiện của bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, và màn hình giải trí đều có kích cỡ 12.3 in. Tuy rằng màn hình giải trí không tích hợp hệ thống thông tin sinh 4, như các mẫu xe khác của nhà Ford nhưng vẫn sẽ có giao diện tiếng Việt cùng kết nối Apple CarPlay không dây. Bảng điều khiển hệ thống điều hòa của xe được làm dạng cảm ứng, tuy đẹp mắt nhưng không mấy thực dụng bằng dạng núm vật lý thông thường. Các tiện nghi khác gồm có sạc điện thoại không dây, núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động. Về khả năng vận hành, For Territory 2023 tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ xăng EcoBoost 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm đi, kèm hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Với những trang bị như trên cùng thiết kế nội ngoại thất bắt mắt, không thể phủ nhận rằng For Territory 2023 đang có sức hút lớn đối với khách hàng Việt. Tuy nhiên theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, mẫu cỡ CSUV này có giá dự kiến từ 830 triệu và cao nhất lên tới 965 triệu, có phần hơi cao so với các đối thủ cùng phân khúc. Điều này khiến nhiều người dùng Việt không khỏi trùn bước và đồng loạt quay xe tìm kiếm lựa chọn mới.